Ngày 7 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quang Trung, thường gọi là Trung Lửa, 61 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, NDN, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Công an xác định ông Trung đã có hàng loạt sai phạm trong việc quản lý 7 công sản ở Đà Nẵng, gây thiệt hại đến hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, khu đất số 59 Lê Duẩn, quận Hải Châu, nằm ở hai mặt tiền ở vị trí đắc địa quận Hải Châu. Trước đây, khu đất này là nhà tập thể, được Ủy ban Nhân dân thành phố giải tỏa di dời các hộ dân để giao cho NDN xây chung cư cao tầng. Tuy nhiên, sau khi được giao đất, công ty này không xây chung cư mà lại giao cho một cá nhân khác xây khách sạn để hưởng tiền chênh lệch. Hay khu đất số 13 Nguyễn Chí Thanh cũng nằm ở vị trí đất vàng, sau khi giải tỏa cũng được giao cho NDN xây chung cư. Nhưng hiện nay, khu đất này lại trở thành bãi đậu ô tô, nơi kinh doanh ăn uống như thế này. Trước đó, ngày 27 tháng 4 năm 2009, tức trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 3 ngày, ông Trung đã đại diện công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại số 186 Trần Phú với giá gần 2 tỷ đồng. Do không đấu giá bán tài sản, không thực hiện việc chuyển nhượng công khai theo quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước gần 1,5 tỷ đồng vào thời điểm năm 2009. Ngoài ra, NDN cũng đã bị phát hiện bán hàng trăm căn hộ trái quy định tại dự án Monachi, đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. Vụ việc đã gây bức xúc cho dư luận Đà Nẵng trong thời gian qua vì sự coi thường pháp luật của chủ đầu tư dự án này. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về plo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.